Em ơi, anh sửa bóng cho rồi đây này. Xuống mà ăn đi. Xuống ăn đi em ơi. Mới rét có một tí thôi mà mày đã dọa anh thế à. Mình đã thắp cái bóng sửa cho cái con rồng Lam Mỹ này của mình rồi các bạn. Bởi vì là trên người nó chẳng có tí lông nào để giữ ấm. Ví dụ như con chim thì nó có thể là nó có cái lông này. Rồi con người thì nhiều khi là có bộ quần áo. Nhưng mà đối với con rồng Nam Mỹ này thì mình có dành cho nó một cái sự ưu tiên hơn. Đó là mình sửa cho nó một chiếc bóng 75W bóng sửa này. Thì ở bên trong, bên ngoài thì mình đã bọc bằng túi ni lông, cho nên là nó giữ nhiệt cũng rất chi là tốt, để giữ làm sao cho nó an toàn. Chứ nếu mà vào chính đông thì mình sẽ phải di chuyển nó ở cái chỗ khác thôi các bạn. Chứ nó cũng không thể ở ngoài này được. Bởi vì là cùng thì bóng sửa, nhưng nếu mà vào trong cái chỗ kín hơn ấy thì là nó sẽ ấm áp hơn và nó giữ nhiệt đều hơn. Thì tạm thời bây giờ mới chỉ là rét đầu vụ thôi, thì mình tạm thời là cho nó ở cái ngoài này các bạn ạ. Để bây giờ mình đóng nó lại và che kín nó lại. Mới rét tí thế thôi mà bạn ý đã kiểu như là ăn ít hơn rồi các bạn. Ăn ít hơn bình thường. Còn nếu như mà mùa hè ấy, là cái tí rau này ấy, là có ăn một chút xíu là nó hết thôi. Vẫn cứ níu nô cả. Thế nhưng mà áo lòng mình vẫn chưa dám mở ra tất cả những cái con chim này của mình. Ở đầu video cho Long Đen gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Long Đen nhé. Như các bạn biết, từ hôm qua đến hôm nay thì mình cũng quay cho các bạn xem là những cái công tác mình chuẩn bị cho cái mùa đông ấy. Thì mặc dù nó là cái gió rét của đầu mùa thôi, nhưng mà mình vẫn nói là nó thay đổi đột ngột ở cái nhiệt độ quá. Thế cho nên là mình chưa dám mở các cửa lòng. Mặc dù bây giờ là cũng rơi vào tầm 9 đến 10 giờ của buổi sáng rồi, nhưng mà thôi cẩn tắc vui đấy các bạn. Cất nó ở trong này nó cũng không sao cả. Nếu mình mở ra không may mà gió rét mà nó ảnh hưởng gì tới sức khỏe thì mình lại có cái gì đó là cảm giác nó ân hận đúng không. Thôi tất cả những con vật của mình nó đã an toàn rồi, còn một chút xíu cái công việc nữa. Thì hôm nay ở cái video này mình sẽ gửi tới cho các bạn là một cái món ăn mà có lẽ là cũng nhiều bạn chưa được thưởng thức bao giờ. Thì cái món ăn đó như nào thì mời các bạn là lại cùng theo dõi với Long để xem mà ăn có ngon không và thưởng thức như nào dưới cái bếp than hầm của mùa đông của miền Bắc các bạn ạ. Wow, cái cảm giác mà trời rét ấy, được ngồi cạnh cái bếp lửa, cảm giác nó ấm lắm các bạn. Bây giờ thì nếu như mà các bạn ở trong miền Nam mà đang xem video này của mình ấy, thì có cảm giác nó đang nóng, nóng bừng người lên. Thế nhưng mà ở ngoài Bắc thì bây giờ mà được ngồi cạnh bếp lửa này thì thích lắm các bạn ạ. Hai hoàn cảnh nó trái ngược nhau, hai cái kiểu thời tiết nó trái ngược nhau. Giờ chỉ có các bạn ở miền Bắc có cảm giác được cái ấm của mình đang nói ra thôi. Thế nhưng mà cái cảm giác này nó còn hay hơn các bạn. Đây chính là cái món lòng lợn mình cho hành vào. Thì không biết là có bạn nào đã tưởng tượng được ra cái hương vị của nó chưa. Mình thì mình cũng chưa tưởng tượng được ra đâu. Còn thì nó ngon như thế nào thì bây giờ tạm thời mình để vào một chỗ và chờ cái lửa của nó bao giờ nó phải có than hoa, tức là than hồng lên ấy, thì nướng nó mới ngon được các bạn. Bây giờ nướng bằng lửa này nó không ngon đâu. Thì tranh thủ chờ cái than
hoa nó được ấy thì mình mang cho mấy con cá rô của mình nó ăn thôi, bởi vì là các bạn thấy không, hết sạch sành xanh rồi, chẳng còn tí bèo nào nữa. May mà cái lấm bèo tấm này nó lại tự đẻ được ra chứ không cần phải mua các bạn, thì cho nên là cũng dễ lắm, tiện lắm. Nuôi bọn này nó cũng vui là vui luôn. Nó đen xì 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 đèn đèn, thành ra là cũng chẳng nhìn thấy nó đâu để cho các bạn xem được các bạn ạ. Khó nhìn thế nhỉ. Nhưng mà có khả năng là các bạn có nhìn thấy con trê trắng. Vừa nhìn thấy nó cái nhưng nó bóng bóng cái ánh sáng ấy. Con trê trắng nó vừa mới thò đầu lên các bạn. Đây, đây mờ mờ ở dưới là có nhìn thấy con sâu đen này các bạn này. Chúng mày cứ càng ăn nhiều anh càng thích thôi. Thức ăn này không cần phải mua. Mai ngày kia là nó hết. Có ngày nào mình tưởng tượng, mình đang tưởng tượng ra khi nào mà máy bẻ lên con cá rô nó bằng từng này này. Đấy nó mới đã này. Nhưng mà chắc thì mắc sai, nó chỉ bằng từng này thôi các bạn ạ. Rồi, bây giờ thì xong xuôi đâu đấy rồi. Mấy con ếch đâu ấy nhỉ? Cốc 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 cốc. Kìa mấy con ếch kìa, giúp kia rồi. Được cái là chúng nó cũng không có sợ nhau đâu. Vì đuôi nương của mình nó cũng không sợ mấy con ếch này đâu. Thế cho nên là chúng nó cũng sống hòa đồng với nhau ghê ấy. Tút mất rồi. Kìa, đang lổ lênh phành nha kìa. Điều ơi, Điều lại ra trêu chị Hương à? Từ sáng đến giờ hai đứa coi như là cứ đùa nhau, chồng nhau. Đứa ở trên thì trèo lên cao, mà cái đứa ở dưới thì cứ ở dưới nó mổ cái gì của em? Nó mổ mất cái gì của em chưa? Nó giật quần em à? May đấy. May nó là điều cái đấy, điều được là anh lại sinh ghen đấy. Bây giờ ấy, thì là còn cái AV của con chim trĩ này các bạn này. Tranh thủ cũng như là vừa nãy mình nói rồi, chờ than nó rực ấy, thì mình lại cùng với vợ để che lốt cái bạt của cái chuồng chim trĩ này. Cái AV bên này thì nó cũng đỡ gió rét hơn, thì đến hôm nay thì mình mới che được cho nó các bạn ạ. Thế là nó có một điều rất chỉ là hay luôn. Con vật nó cũng có một cái cảm nhận các bạn. Đúng là nhiều khi thì cái bản năng của nó chả ai dạy đâu, nhưng mà mình đã thấy là nó có một cái hay. Lâu ghê rồi mình vẫn chưa vào đây quay cho các bạn xem nhỉ. Đây các bạn này, bình thường á, trời mùa hè mà nóng lực ấy là chúng nó ngủ hết ở trên những cái cầu này này. Chỉ có tối mình soi cam thì mình phát hiện được ra các bạn, thì nó ngủ hết trên cái cầu này. Thế nhưng mà hôm qua rét một cái là chúng nó chui hết vào kiểu như là những cái cành cây bưởi này. Dù sao chăng nữa nó có tí lá mà, nó cũng cản được tí gió, rất chi là khôn luôn. Nhờ em nhỉ. Đây là con chị đầu đàn. Vào, cứ vào tới nơi cái các bạn nào cứ thấy quen xem video của mình rồi ấy, là phát hiện ra ngay. Cứ con nào nó ra nó đón mình trước này, hoặc là ra nó đón vợ mình trước, là con đấy là con đầu đàn luôn. Nó hiền lắm. Thôi ngắm chúng nó vậy thôi, không ngắm nhiều. Yêu lắm. Để ra làm phụ vợ thôi. Ui kinh nhộ. Nào, anh phụ em cái gì được nhỉ? Nhưng mà chốc anh lướng món lòng kia em có ăn không? Có chứ. Có chứ. Được thì bây giờ này hai vợ chồng mình tập trung vào thêm một tí nhá. Em ơi, nắm lốt nhá. Để cho vợ mình làm lốt các bạn. Thì quay trở lại, than của mình cũng gần được rồi đây này. Còn một chút xíu thôi là được. Thì mình tranh thủ ra đây ấy, là mình muốn kiếm cái con cá bống và cái con cua các bạn. Xem có giớ được cái con cua gì nhỉ. Mình gọi là cái con cua tím. Đúng là con cua tím đấy, nó to to các bạn. Thì đem lên nướng xem nó ăn có khác gì với lại cua đồng của mình không. Kiếm cái lúc không cần tìm nó thì đơn giản lắm. Giờ nó đi đâu rồi đây này. Các bạn. Wow. Giỏi thế nhỉ. Nó giúp đâu mất rồi các bạn. Nuôi những con cá, những con cua chỉ mong sao được gặp cái những lúc như này thôi, túm được nó, nướng nó các bạn. Con cua tím này nó có một cái điều đặc biệt hơn những con cua thường ấy. Đó chính là cái loại dòng cua gọi là, à đây rồi, mình gọi là cái cua luôi ấy.
Đây đây đây. Ui. Ách chà chà. Cua này chỉ có Hiệp thích thôi. Đây các bạn này. Đây chính là cái con cua mình gọi là cua nhân giống. Thì nó có một cái màu tím này này. Nếu như các bạn ra chợ mà người ta bảo đây là cua đồng ấy thì là không có phải đâu. Vì là cua là cua nhân giống, người ta nuôi theo kiểu chế độ công nghiệp ấy, thì để lấy cái chất lượng thì không biết là nó có ngon như cua ta, cua đồng mình không. Nhưng mình hôm nay mình thử túm tạm lấy con cua này xem sao. Đây, vứt lên đây. Ây da, để bắt cả con này nữa để nướng xem nó khác cái mùi vị nhau như thế nào không các bạn ạ. À, tranh thủ vừa cái món nòng nó chín thì đến khi có khi là mình cũng nướng xong cái con cua thì nhâm nhi thôi, để cảm nhận xem là nó khác biệt nhau như thế nào. Ai chà chà, cái càng của nó to thật đấy, khủng bố luôn. Ô chết rồi, có mấy cái ngon thì nó lại rụng hết ra rồi các bạn này. Có cái chân ngon nhất thì nó lại rụng mất ra rồi, buồn không là buồn này. À các bạn ạ, vừa tranh thủ chờ cái món nướng này. Ồ khói quá. Mình cũng chia sẻ với các bạn hôm nay một cái niềm vui nữa, đó là mình đang đặt mua một cái loại gà mà gà có ở trong cái truyền thuyết ấy. Không biết là các bạn đã từng đọc truyện Sơn Tinh Thủy Tinh chưa. Thế nhưng mà trong cái câu chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh đó thì có một cái loại gà đó đó. Thì các bạn nào đoán thử xem gà đó là gà gì. Thì mình đang đặt, chắc là mai là cũng về tới nhà thôi. Bây giờ thì người ta mới đang triển khai cho mình các bạn. Mình mua 10 con. Đấy là trên dự kiến nói chuyện là như vậy. Thì cái gà đó là như nào thì thực sự là mình cũng chưa biết. Nhưng mà nghe cái câu chuyện là cái loại gà của đó thì không biết có giống như trong huyền thoại hay không. Thì ở cái video ngày hôm nay thì mình gọi là tạm thời chia sẻ trên trên video chưa có hình ảnh các bạn. Thì có gì để mai. Còn bây giờ thì chúng ta cứ triển chu vào cái món nướng này đã, xem như thế nào các bạn nhỉ. Còn gà đó mai về như nào thì ta tính tiếp. Sau đó thì mình sẽ cho các bạn xem được trực tiếp là nó có đúng như trong cái câu chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh hay không. Đâu ơi, này hóng hết ở đây à? Hả? Nó nổi màu vàng lên rồi các bạn. Thế này mà cái món cá rô đầu vuông ấy các bạn nhỉ, mà nó to, mà như vừa lấy mình kể mà nó bằng từng này mà đem lên bây giờ mà nướng đây, mà sau gỡ thịt ra thì còn gì để chê nữa nhỉ. Mình cũng tính rồi các bạn, bán thì tất nhiên thì nó cũng kiếm thêm được thu nhập, nhưng mà nó chẳng đáng bao nhiêu để mà bán ấy. Thế là nhiều khi là nuôi những con vài con cua con cá này có cái món kiểu như ẩm thực nho nhỏ thôi để gửi tới cho các bạn thôi. Nó cũng làm cho cái video của mình và các bạn có thể là nhiều khi là cũng gần nhau hơn, thì đó là cái điều mình mong muốn là như vậy. Còn thì cũng muốn nó thật nhiều để bán. Thế nhưng mà bây giờ tạm thời chúng ta chưa nói đến chuyện bán đã, chúng ta nói chuyện là tâm hồn ăn uống đã nhỉ. Đấy. Đây, mình không muốn úp cái mai xuống sợ nó chảy nước ra ấy, vì mỡ con cua nó cũng ngon mà. Cái càng cháy mất rồi. Con này gần chín rồi. Chưa biết là thơm cái mùi gì, nhưng mà đại thể đầu tiên là mình thấy là đã có cái mùi hành trước đã. Ái à, bỏng thế. Chạm tay vào cái này rồi. Bỏng quá. Không biết là thanh niên Hiệp có kịp đi học về hay không đây. Thế nhưng mà thôi, mình cứ thủng thẳng, túc tắc dần. Thử thưởng thức cái món cua trước, sau đó là quay trở lại là cái món nòng này cũng chín. Ây, vàng rộm rồi. Đây các bạn ơi. Rồi để mình cầm lên đây nhá. Không biết là ra sao đây. Phải có tí cháy cho nó thơm. Mình cứ xin phép là mình thưởng thức con cua này trước. Mình thưởng thức con cua nhỏ này trước này, để nếu may Hiệp có về kịp thì có khi là được ăn con cua to ấy. Đấy. Xem nào. Đây các bạn này, thử xem nhé. Thơm rồi các bạn. Cua nướng nó vẫn có một vị thơm. Càng này không biết là có cái gì không. Thôi nhưng mà tôi chết rồi. Đây, đây chính là cái mỡ cua là các bạn này. Cái mỡ này mà chúng ta không thể bỏ được.
ăn con cua nó ngon nữa, cái này này. Đã đời. Đây. Chân cua. Khó xác định được các bạn nhỉ. Khi mình để cho Hiệp nhà mình cái phần này để mình thưởng thức cái càng của nó xem là nó khác gì với cua đồng mình không. Nhưng mình ăn thì cái chân của nó là thấy hơi nhạt hơn các bạn. Không, nó không đậm. Nó không đậm lắm đâu. Được cái là chắc có khả năng là nó nhiều nước thôi. Kiểu như nó nhiều mỡ ấy. Thôi, cái này thì ăn cho nó giòn đi. Tí nữa anh cho miếng lòng. Nhớ chưa? Con vâu nó đang trực mình ấy. Cứng lắm. Càng nó to càng cứng các bạn. Đây, thối thịt nạc của nó nhiều ghê này. Ăn nó không được không được thơm như cua đồng. Thực sự là để mình cảm nhận là nó không được thơm. Nhưng mà nó được cái nó nhiều. Nó nhiều gạch các bạn. Ui chà chà, đã chín rồi các bạn này. Được sưởi ấm này, được ngửi cái mùi ẩm thực của mình mà ngon hơn là nó ngon luôn. Em ơi, nghỉ tay hộ anh cái món này cái, vào đây thưởng thức cái món này. Ai, vợ mình nhiều khi chưa chắc biết món này là món gì đâu, bởi vì từ nãy giờ mình cũng đã chia sẻ gì đâu. Nhưng mà có cái tí tương ớt các bạn, nó có tí tương ớt ấy, mới có một tí cua này ấy, thì nó một vài con ruồi nó có khả năng nó sẽ hơi phản cảm một chút xíu. Thì các bạn thông cảm cho mình nhá. Không hiểu sao cái tương ớt này nó lại kéo ruồi vào ngon. Ngon thế chị nhỉ. Hảo sư cù, lăng trùng chẻo. Úi giời ơi, em cắt ra đĩa của anh cái nhá. Nhưng mà bực cái mấy con ruồi thật đấy. Hôm nay ấy, là mình sẽ làm hai cái thứ các bạn. Một cái món lòng này mình cho hành vào ấy, thì để có một cái cảm giác nó có một mùi thơm, ăn nó khác biệt gì với lại cái một cái miếng lòng mình không cho hành vào không. Thì bây giờ mình nhờ vợ mình cắt ra đĩa này. Em cắt ra đĩa giúp anh nhé. Đây. Phê thế. Nhìn ngon nhỉ? Bỏng quá. Bỏng à? Cắt dứt khoát vào. Đó, rồi. Đúng là hàng nóng vừa thổi vừa ăn. Ai lòng nóng nào? Lóng hổi vừa thổi vừa ăn. Thôi được rồi, cho con bông một à con vâu một miếng trước này. Này, vâu này ăn đi. Đây nhá, sướng nhá, anh cho ăn trước anh nhá. Bởi vì công nó vất vả, nó đợi từ nãy đến giờ mà. Rồi, rồi em cắt cái này đi, cắt hết ra một đĩa đi. Đây các bạn nhìn này, mình xin phép là mình quay cho các bạn xem trước một chút xíu này. Đây, ngoài trời ơi. Không hiểu sao thì cái hành không thèm khô luôn các bạn. Bởi vì sao, nó có mỡ. Ừ đúng rồi, nó có mỡ vào thì nó sẽ không bị khô. Đây em cắt đôi cái miếng này. Ý ra đều, anh cầm cái này cả đôi em cắt đi. Cắt dài thế. Cắt dài thì ăn nghẹn chết đấy. Cắt đôi. Ý anh nói là anh kẹp đôi như này em cắt đi. Đây em cắt này. Đấy. Rồi. Thanh niên Hiệp vẫn chưa đi học về nhỉ? Gần về rồi. Gần về rồi á. Thế được, thì em cắt xong em ngồi tranh thủ làm một miếng nho nhỏ đi. À, hai miếng nho nhỏ chứ không bảo lại vất vả lại ăn độc miếng nho nhỏ đúng không? Kiểu mình vừa ăn mình vừa chờ Hiệp về. Hiệp về trước Linh. Linh thì còn lâu, Linh 12 giờ 12 rưỡi mới về cơ. Thơm nhỉ? Ừ anh để dài như thế để nó không ra nước mà. Em cắt đôi, em cứ cắt đôi, cắt ra cứ cắt nẻ như thế thì đến bao giờ em? À, sai lầm quân rồi. Cày phải sai lầm quân các bạn ạ. Đây chính là cái món nước chấm huyền thoại hay còn gọi là thần thánh. Đây. Nhưng mà anh ghét nhất là không có hủ tiêu nhá. Hết mất hủ tiêu. Hết mất hủ tiêu rồi đúng không? Đấy.
Hay là để anh yêu thêm một người nữa ở Đắk Lắk để ăn hồ tiêu. Thôi đùa vậy thôi. Chết, nước ra bàn hết rồi này. Nước ra bàn hết rồi. Rồi hết vào đâu? Rồi hết vào đâu? Rồi hết vào tướng ớt rồi, cạn nó đi. Này, từ đấy anh chịu được miếng nào đâu đấy. Rồi bây giờ thì vợ chồng mình thưởng thức một miếng nòng nướng để cùng mời các bạn thưởng thức và cảm nhận nhé. Mình cũng vừa nói chuyện nhưng mà nước dãi nước rớt nó chảy hết ra rồi. Đây, cái nước này nó hơi chảy ra một chút xíu, mình đậy vào đây nhá. Đây đũa của em đây. Rồi bây giờ thì mời tất cả các bạn nhé thưởng thức này. Cua để cho thành phần cho Hiệp đấy. Ôi các bạn nhìn này, mình chưa, thật sự là đến bây giờ là khó cưỡng, mình chưa được ăn như thế này bao giờ, nhưng mà để mà thơm thì cực kỳ thơm, và nhìn thôi là nước miếng của mình đã chảy ra mất rồi. Ăn mồm nhai và bụng chủ ngục luôn, cảm giác nó ngon. Ơi con Khuyên này, mấy con Khuyên này hay nhỉ. À xuống đây ăn không? Hiệp ơi, có biết đi học về chưa? Mình ăn ngon lắm. Mình mời cả nhà nhá. Em thử ăn xem nào. Ngon hết. Thơm, thơm mùi hành đúng không? Lại còn cay cay của tí ớt này, rồi thơm chua chua của quất này. Em thử chấm. Vâu thôi, vâu mắt nét nè. Gì ca thế? Dạ. Hiệp ơi. Để em về. Về em về xem con học về chưa? Về xem đi học về đây. Đây cái miếng này là miếng dày nhất này các bạn này. Bây giờ em kẹp hai phát rồi. Ừ, hai phát à? Ăn thế nó mới ngầu, mới ngon. Anh phải chấm ngập như này này. Chấm này vẫn ngon hơn tương ớt. Ngon hơn tương ớt á? Thì thôi anh chả chấm tương ớt. À đây, về ra đây rồi đây. Ơ, nhanh thế, vừa đi học về hả con? Đây ra đây, ra đây. Đây cua hoàng đế đây. Nòng nợn. Cua hoàng đế mini. Cua hoàng đế con chấm vào tương ớt hay chấm vào gì thì con nhé. Đi đâu vậy? Đi ghế à? Con mời các bác ăn. Mà con phải mời to vào nhiều các bác, nhiều các chú. Các bác. Nhiều các bác các chú không nghe tiếng đâu. Có giống cua hoàng đế không? Không có thịt. Không có thịt à? Thì con ăn cái phần này này. Bóc ra. Thôi mình cứ coi đó là cua hoàng đế đi, dùng tạm cua hoàng đế. À. Ừ. Đây có nhiều thịt mà. Ngon không? Ừ, sướng thế. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng thưởng thức đi. Không ăn à? Nhìn thấy món này ngon hơn rồi, không cưỡng lại được rồi. Cái này mẹ này ăn à? Con đấy nhỉ? Thôi mẹ hoa, ăn chút mẹ ngứa chết. Đây để phần bố. Tí nữa bố cho xuống dưới kia. Thế sao cầm cả bát thế? Đây, phải kẹp đôi vào như này này. Đấy. Trời ơi. Nhưng mà ghét nhất là cái trời mùa đông của miền Bắc các bạn. Là thức ăn đang nóng hay là nóng. Thế mà chỉ cần bỏ ra một chút xíu thôi là nó nguội. Buồn thật luôn. Hỏng hết áo bây giờ. Mẹ đặt cho bố cái con cua này xuống dưới than kia cho nó nóng nóng một chút xíu mang bố ăn nào. Trẻ con vẫn thích cái món tương ớt hơn nhỉ. Đây, để bố chấm cho con ở đây. Này. Đó. Bố thử chấm tương ớt cái xem nào. Đây. Mẹ bảo là không ngon thế nhưng mà bố thử xem nào. Kem kìa. Kem này của anh đấy. Nướng ạ. Cho nóng ạ. Bố vừa bỏ ra đấy, chờ mùa đông còn thế đúng không ạ? Kem cứ chầu. À các bạn này. Mình không muốn thái ngắn, nếu thái ngắn ra nướng thì nó sẽ chảy mất nước đi, nó mất cái vị ngon của nó các bạn. Thế nên mình phải cuốn vào để cho nó giữ cái nước và giữ cái cốt ở trong cái nòng non của con ạ. Wow, tuyệt vời luôn. vợ mình đang ở đây là cái dâu. Dâu mà dâu hành. Mang xuống ăn uống như thế cũng vất vả lắm nhỉ.
phải xuống tận nơi hơi nóng lên. Nhưng mà ngon lắm. Trời ơi, trời rét. Đúng là nó hơi muộn một chút xíu rồi các bạn. Chết mẹ luôn. Ăn cái quả hành ngon luôn. Làm cay ngon lắm. Rồi. Đúng là cảm nhận một cái hương vị đồng quê. Rồi các bạn nhìn này, view đẹp không? Lại đi nướng lại đấy. Vất vả lắm con nhỉ. Thôi bây giờ thì gia đình nhà mình ăn một chút xíu nữa để cảm nhận. Rồi thì cái món này nó có gì được hay chưa được, các bạn để lại bình luận cho Long Đen nhé. Để lần sau Long Đen có làm thì sẽ cải thiện ngon hơn. Lại cho vâng mình nữa. Thì là xong cái AV rồi đấy chè. Cho bố chấm mí. Tuyệt vời. Đây con đổ ra nước đấy. Đây còn đĩa này. Đang đói nữa. Đi học về đang đói. Đang đói. Mẹ buộc AV mẹ cũng đói. Đã ngửi cái mùi lòng mẹ. Ở ngoài kia ngửi hả? Còn cái món sụn rồi sụn nữa cơ. Chưa biết cách nào. Má này bố không làm cơm nam. Bố không làm cơm nam á? Con tưởng cơm nam nấu đơn giản chắc. Rồi sụn nào mình phải đặt mua được cái gì à? Cái gì mà để làm cái vỏ như xúc xích ấy. Cái đấy được. Đặt là khó. Em mang em một mấy anh con cua. Mềm mà ngày bố ơi. Lòng mềm rồi, không mềm. Thì càng cháy mất rồi. Chấm ngập nóng luôn. Chấm ngập nóng luôn, rất là con bố rồi. Bọc quá. Bố mà là phải chấm ngập nóng luôn.